suy niệm lễ các thánh tử đạo Việt Nam Bài của Linh Mục Joseph tại Duy Tuyền Nói gương cha ông chọn chúa là lẽ sống Xã hội nào cũng có những cái chết bởi hoàn cảnh xã hội gây ra Có thể do chiến tranh, do đói nghèo, do bệnh tật, do sự bất hại của chính quyền nhưng có những cái chết đáng ca ngợi và cũng có những cái chết khiến chúng ta xót xa cho thân phận con người. Xã hội Việt Nam hôm nay không có cái chết do chiến tranh, không có cái chết vì lý tưởng, không có cái chết do sự bất hại của chính quyền, nhưng lại có rất nhiều cái chết vì chọn lựa đồng tiền và lợi ích vật chất đã dẫn đến vì tiền mà liều mạng vong thân. Ngày 24 tháng 10 năm 2019, cả thế giới bàn hoàng về 39 nạn nhân chết đông lạnh trong thùng container tại Anh mọi người càng xót xa hơn khi biết được nguyên nhân cái chết nhờ tin nhắn cuối cùng mà cô gái trẻ phạm thị trà my để lại cho mẹ con xin lỗi bố mẹ nhiều con đường đi nước ngoài không thành con chết vì không thể được có thể nói em là đại diện tiêu biểu cho những bạn trẻ đang bất chấp tính mạng để mong đổi đời dù phải hủy bỏ cả căn cước của mình hình như đối với người trẻ hôm nay họ chỉ nhắm tới mục đích là thoát nghèo và kiếm thật nhiều tiền, mà ít khi nghĩ đến những rủi ro tai nạn và kể cả đạo đức. Cũng vì tiền mà hôm nay chúng ta thấy biết ba bạn trẻ đã mạo hiểm kiếm tiền bằng những con đường bất chính như mua bán xì ke ma túy hay mại dâm. Vì tiền mà nhiều bạn trẻ đã tham gia những băng nhóm giang hồ để cầu mong có tiền đổi đời và sống sung sướng hơn. Những cái chết về tiền chỉ mang lại hoang mang sợ hãi cho xã hội, những cái chết về tiền là minh chứng cho một xã hội quá hung tàn, bạo lực và chết chóc. Hôm nay chúng ta hân hoan cùng với toàn thể giáo hội việt nam mừng kính trọng thể lệ các thánh tử đạo tại việt nam. Đây là một ngày vui mừng chung của tất cả chúng ta những kỳ tô hữu mang trong mình dòng máu con rồng cháu tiên. Chúng ta tự hào về cha ông chúng ta đã dám làm chứng vì tin mừng, vì tử đạo nghĩa là làm chứng. Vậy thì việc cha ông chúng ta từng lớp lớp người sẵn sàng bỏ tất cả vinh hoa, phú quý, gia đình để chết đi làm chứng điều gì? Chắc chắn việc các ngài sẵn sàng chết không phải vì các ngài không muốn sống, nhưng là để làm chứng rằng sự sống nơi trần thế này không phải là tuyệt đối Và mọi vinh hoa phú quý ở đời này không phải là vĩnh cửu Với cái chết của mình, cha ông chúng ta đã cho thấy rằng Chết chưa phải là hết Nhưng là cửa ngõ để đi vào một đời sống vĩnh cửu đúng như tâm thức Từ bao đời nay trong lòng người dân Việt Sống gửi, thác về Cha ông chúng ta đã chọn lựa Trung thành với Thiên Chúa cho dù có thiệt thòi về kinh tế kể cả mạng sống một cuộc chọn lựa nhìn bên ngoài có vẻ đơn giản đó là bước qua thập giá hay không bước qua bước qua thì có ngay tiền bạc vinh hoa phú quý còn như không bước qua thì có thể lập tức lãnh lấy cái chết đứng trước thập giá đã có người bước qua nhưng cũng đã có nhiều người không bước qua không quá khóa đã có người được khiêng qua thánh giá nhưng đã co chân lên như thánh An Tôn Nguyễn Đích Đã có người bước qua thánh giá nhưng sao lại hối hận Đó là trường hợp của ba vị thánh Augustine, Phan, Viết Huy, Nicola, Bùi Đức Thể và Đa Minh Đinh Đạt Vua Quang đã bày ra trước mặt các ông mười ném vàng Một tượng chịu nạn và một thanh gươm rồi nói Cho bay tự ý chọn, bước qua tượng thì được vàng bằng không thì gươm sẽ chặt đôi người bay ra xác sẽ bị bỏ trôi ngoài biển còn thánh Tephanoven, một linh mục trẻ đã bày tỏ chọn lựa của mình một cách thật dứt khoát khi trả lời cho viên quan bảo ngài bước qua thánh giá tôi thiết nghĩ sự sống đời này đâu quý hóa đến độ tôi phải bỏ đạo mà mua mừng lễ các thánh tử đạo tại việt nam hôm nay Lời Chúa một lần nữa mời gọi mỗi người chúng ta xét lại chọn lựa của mình. Tôi đang chọn Chúa hay tôi chọn tôi? Và nếu tôi chọn Chúa, tôi đã làm gì để minh chứng cho lựa chọn của mình? Chọn lựa của chúng ta hôm nay có thể không đòi chúng ta phải đổ máu để làm chứng cho Chúa, nhưng cũng không kém phần gian khó. Đứng trước những bất công, tôi có dám bên vật hay tôi sợ phiền hà rồi im lặng? Đứng trước là mời gọi của hưởng thụ chạy theo vật chất, tôi có dám nói không với điều bất chính hay nhắm mắt tìm tiền mà bỏ qua dưới luật của Chúa. Tôi có dám vì Chúa mà nói không với tội lỗi để sống trong sạch và công bình không? Xin nhờ lời cầu bào của các thánh tử đạo tại Việt Nam và nhất là sức mạnh của thánh thể giúp cho mỗi người chúng ta biết chọn lựa những giá trị vĩnh cửu của nước trời hơn là của cả trần gian mau qua. Xin Chúa là đấng đã từng nói, hãy theo Thầy mà thầy ở đâu kẻ phục vụ thầy cũng sẽ ở đó cũng ban cho chúng ta một ngôi nhà trên trời vì đã chọn ngài ở trần gian amen bài của linh mục joseph tạ duy tuyền